Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, song huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 246 doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì hoạt động hiệu quả, 12 doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. Trước khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất đều tăng, hàng hóa tiêu thụ chậm, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hai đội phản ứng nhanh. Trong đó, mỗi thành viên của tổ trực tiếp phụ trách từ 10 đến 20 doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt thông tin vướng mắc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thành lập ban quản trị và biên tập, tổ giúp việc ban quản trị và biên tập trang chợ thương mại điện tử Văn Yên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Huyện cũng sẽ là tiếp tục là đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp đấy, thường xuyên tiếp cận đấy, cũng như là kiểm tra đấy, cũng như là nắm bắt những cái khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết cho những cái doanh nghiệp, những cái khó khăn cho doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp ổn định sản xuất đấy, đặc biệt là cải cách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đấy, rút gọn thời gian các khâu quy trình để cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các cái việc tiếp cận thủ tục hành chính, rồi làm tuyên truyền đấy, phổ biến những cái chủ trương cũng như là những cái chính sách, những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp cũng như là những cái hỗ trợ trong cái điều kiện dịch bệnh của trung ương, của tỉnh đến với doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ đấy, để trang trải một phần những cái khó khăn, kịp thời ổn định sản xuất. Bên cạnh những cái hoạt động mà chỉ đạo phát triển sản xuất cũng như cái tháo gỡ khó khăn giúp cho doanh nghiệp, thì cái công tác mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đấy, trong cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng được Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm. Quý 1 năm 2022, tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực bám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, phát hiện sớm các khó khăn vướng mắc cũng như tổng hợp và truyền tải tới các cơ quan chức năng tư vấn tháo gỡ cho các đơn vị, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ giúp đỡ vay vốn lãi suất thấp, có giải pháp giãn nợ, miễn thuế cho các đơn vị chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ giúp đỡ trong việc cấp đất để mở rộng nhà xưởng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và việc tiêu thụ thông thương hàng hóa cũng như các thủ tục hành chính. Đối phó với đại dịch hay không COVID-19 ấy, thì là chúng tôi cũng hiện tại cũng chưa gặp phải cái rào cản hoặc là cái mức độ khó khăn mà để phải đình trệ vấn đề sản xuất cũng như là khó khăn trong vấn đề sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ đang giữ vững cái mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là từng cá nhân sản xuất trong công ty. Với sự đồng hành sát cánh của chính quyền huyện Văn Yên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã xây dựng kịch bản chủ động thích ứng trong điều kiện tình hình mới, tích cực đổi mới cách thức tiếp cận tìm kiếm thị trường, giữ chân người lao động, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm để đảm bảo doanh thu và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng về doanh thu cũng như là ổn định về cái sản xuất để tạo việc làm thường xuyên cho từ 25 đến 30 lao động tại địa phương và có cái thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu người trên tháng. Với những giải pháp đồng bộ linh hoạt hiệu quả, hết tháng 3 giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Văn Yên đạt gần 342 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đạt 1,669 triệu đô la, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.